Kênh Tin Tức Online xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh. Xin chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Kính thưa quý vị, rõ ràng rằng sự quan tâm của quý vị về tương lai của đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam nói chung và từng cá nhân, cầu thủ nói riêng là rất cần thiết lúc này. Sau sự thành công của ASEAN, không chỉ người hâm mộ mà cả xã hội đang chờ đợi các cô gái vàng bóng chuyền của Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm và hỗ trợ xứng đáng từ các cơ quan liên quan. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và thăng tiến của bóng chuyền Việt Nam, không chỉ ở mặt tập luyện và cạnh tranh mà còn cả về mặt cơ sở hạ tầng và đào tạo tài năng trẻ. Có một sự đầu tư và quan tâm chân thành từ các liên đoàn, câu lạc bộ và tổ chức chủ quản sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho các tài năng trẻ phát triển và hướng tới sự kỳ tích lớn trong tương lai. Chúng tôi cũng mong chờ và tin rằng những thành tích xuất sắc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mang lại sự chú ý xứng đáng từ các cơ quan tổ chức và nhà tài trợ. Sự hỗ trợ và đầu tư vào bóng chuyền không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của môn thể thao này tại Việt Nam. Sau khi kỳ ASEAN 19 kết thúc, ngoài nữ vận động viên Trần Thị Thanh Thúy, người đã quyết định di chuyển ngay sang Nhật Bản để thi đấu cho câu lạc bộ Blue Scarf, hầu hết các thành viên còn lại của đội tuyển quốc gia đã trở về các đơn vị chủ quản của mình để chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia sắp tới. Điều này cho thấy rằng các vận động viên đang tiếp tục tập trung và không ngừng rèn luyện để duy trì phong độ cao. Và kính thưa quý vị, mới đây thôi, người hâm mộ và giới chuyên môn sẽ có cơ hội thấy cái tên quen thuộc với gương mặt xinh đẹp và tài năng nổi trội của Hoàng Thị Kiều Trinh đã bước ra sân thi đấu trong trận bán kết giải U23 quốc gia. Không chỉ là một vận động viên xuất sắc, Kiều Trinh còn trở thành biểu tượng và nguồn cảm hứng cho rất nhiều tài năng trẻ khác trong lĩnh vực bóng chuyền nữ. Kính thưa quý vị, tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Kiều Trinh vừa trở về Việt Nam sau khi kết thúc hành trình tại ASEAN 19. Cô đã ngay lập tức hội quân tại Bình Phước cùng các đồng đội thuộc đội bóng chủ quản Bộ Tư lệnh Thông tin. Việc tham gia cùng đội trẻ U23 cục nữ Bộ Tư lệnh Thông tin tại giải này đã được đăng ký từ ban đầu và ban huấn luyện đã chờ cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia tại ASEAN 19 trước khi quay trở lại thi đấu. Trong bán kết giải, đội trẻ U23 nữ Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ đối đầu với đội trẻ U23 nữ Ngân hàng Công Thương. Trận đấu này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bởi đội trẻ U23 nữ Ngân hàng Công Thương đã trở thành nhà vô địch của giải này trong năm trước. Trận bán kết còn lại ở bảng nữ sẽ là cuộc đọ tài giữa đội trẻ U23 nữ Thái Nguyên và đội trẻ U23 nữ Kinh Bắc Bắc Ninh. Các cầu thủ trẻ của nữ Thái Nguyên có nhiều kinh nghiệm từ việc tham gia trận chung kết và giành vị trí Á quân ở giải vô địch trẻ quốc gia 2023 vừa qua, đặc biệt với sự nổi bật của ngôi sao Đặng Thị Hồng. Huấn luyện viên Phạm Văn Long của đội Kinh Bắc Bắc Ninh cùng các học trò đang rất quyết tâm để đạt kết quả tốt, mở ra cơ hội vào trận chung kết giải U23 quốc gia năm nay. Ở hạng nam, hai trận bán kết sẽ là cuộc đấu giữa đội trẻ U23 Trà Vinh và U23 Sanet Khánh Hòa. U23 Thể Công Tân Cảng sẽ đối đầu với U23 Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm trước, U23 Thể Công Tân Cảng đã giành ngôi vô địch của giải. Các trận bán kết của bảng nam và nữ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước. Và kính thưa quý vị, trận bán kết ngày 10 tháng 10 đã chứng kiến sự đối đầu căng thẳng giữa đội nữ U23 Ngân hàng Công Thương và đội nữ U23 Bộ Tư lệnh Thông tin. Năm ngoái, Ngân hàng Công Thương đã tạo nên một cú sốc lớn khi giành ngôi vô địch. Điều này đã khiến người hâm mộ hướng về đội này với nhiều kỳ vọng lớn về một kỳ giải thành công và cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, trận đấu không dễ dàng cho Ngân hàng Công Thương khi đối thủ của họ, đội nữ U23 Bộ Tư lệnh Thông tin đã thể hiện sự quyết tâm và phong độ cao. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã có đội hình mạnh nhất với sự góp mặt đầy ấn tượng của Nguyễn Huỳnh Phương Thủy và Hoàng Thị Kiều Trinh. Dưới sự áp đảo về chất lượng, đội nữ U23 Bộ Tư lệnh Thông tin đã giành chiến thắng 3-1, qua đó giành vé vào trận chung kết giải năm nay. Đội nữ U23 trẻ Thái Nguyên cũng đã có một màn trình diễn xuất sắc khi vượt qua đội nữ U23 trẻ Kinh Bắc Bắc Ninh trong trận bán kết trước đó. Cuối cùng, trận chung kết giải năm nay sẽ là một cuộc so tài để hấp dẫn giữa U23 Bộ Tư lệnh Thông tin và U23 Thái Nguyên. Sự kỳ vọng và hâm mộ đang tập trung vào sự phấn đấu của các vận động viên và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những giây phút hồi hộp trong trận chung kết tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước vào ngày 12 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin đang gây được sự chú ý rất lớn trong trận giao hữu FIFA tháng 10 giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Đúng vậy,
Tình hình này thực sự rất đáng chú ý. Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Trung Quốc đã để lại nhiều ấn tượng khó quên. Pha thúc cùi trỏ của Tiến Linh trong trận đấu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Sau trận đấu, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đã đề nghị FIFA xem xét và cân nhắc về việc áp đặt một mức phạt nghiêm khắc đối với hành vi này. Điều này là hoàn toàn hợp lý, bởi các hành vi thô bạo và không fair như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho người chơi mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính chuyên nghiệp của bóng đá. FIFA là một tổ chức quản lý bóng đá quốc tế có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn và tính công bằng trong mỗi trận đấu. Chúng tôi tin rằng FIFA sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng và đưa ra quyết định công bằng để đảm bảo rằng các quy tắc và tiêu chuẩn của bóng đá quốc tế được tuân thủ đúng mực. Việc này không chỉ quan trọng đối với trận đấu cụ thể này mà còn mang lại những tiêu chuẩn cao cho toàn bộ cộng đồng bóng đá. Truyền thông Trung Quốc chỉ trích pha thúc cùi trỏ vào mặt hậu vệ Tiaz Brolin của Nguyễn Tiến Linh và đề nghị FIFA cần có án phạt nặng với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. FIFA cần phải có án phạt thích đáng cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Tờ Sohu bình luận trong bài Trung Quốc đánh bại đội tuyển Việt Nam 2-0, FIFA cần phạt nặng Tiến Linh. Sau chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Jankovic ở trận giao hữu vào hôm 10 tháng 10 vừa qua. Mặc dù gặp bế tắc trong hiệp 1, nhưng tuyển Trung Quốc đã có được 2 bàn thắng trong hiệp 2 do công của bộ đôi tiền đạo Wang Yuming và Gu Lei. Đáng chú ý rằng tuyển Việt Nam còn bị mất người khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh phải nhận thẻ đỏ ở phút 86 sau khi thúc cùi trỏ vào mặt của hậu vệ Tiaz Brolin. Ban đầu, trọng tài Go Chu Shin chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo, nhưng sau khi có sự hỗ trợ của công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR, trọng tài người Hàn Quốc đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với chân sút của Bình Dương. Hành động không đẹp của Tiến Linh đã bị nhiều người hâm mộ cũng như báo giới Trung Quốc chỉ trích dữ dội, bởi đây chỉ là một trận đấu giao hữu và dù biết là có VAR, nhưng chân sút sinh năm 1995 vẫn không giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Tờ Sohu có đề nghị như sau. Trong trận đấu trước đó giữa đội tuyển Trung Quốc và Qatar tại ASEAN 19, trung vệ Jiang Zedong đã xô sát với một cầu thủ Qatar để đứng xa bình vực đồng đội Liu Zhang. Trọng tài đã trực tiếp rút thẻ đỏ cho Jiang Zedong và đuổi anh ta ra khỏi sân. Sau đó, AFC treo giò Jiang Zedong thêm 2 trận, tổng số trận bị treo giò là 3 trận. Nên trong trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam, Jiang Zedong không được phép góp mặt. Vì vậy, FIFA cũng cần phải ra án phạt thích đáng với Tiến Linh. Thẻ đỏ trong trận đấu với Trung Quốc khiến Tiến Linh chắc chắn bị treo giò trong trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 tới đây tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tiến Linh sẽ được phép tham dự trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 10. Lý do là bởi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan nằm ngoài chuỗi FIFA Days nên các án treo giò liên quan những trận đấu thuộc FIFA Days không được áp dụng. Ngoài trận gặp Hàn Quốc chắc chắn bị treo giò, Tiến Linh còn phải chờ xem FIFA có đưa ra thêm án phạt nào đối với mình trong ít ngày tới hay không.